Rồi, mình xin chào mừng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Volleyball BCT. Xin chia sẻ với mọi người, trước mắt của chúng ta sẽ là trận đấu được chờ đợi nhất trong ngày thi đấu thứ hai. Buổi chiều ngày hôm nay, giải bóng chuyền nằm trong khuôn khổ lễ hội uống nước nhớ nguồn huyện Anh Sơn năm 2022, cặp đấu giữa đội tuyển xã Thành Sơn trong trang phục áo màu đỏ đen ở gần đồng bình của mọi người thi đấu với đội tuyển xã Tam Sơn trong trang phục áo màu trắng xanh, xanh trắng ở phía sau đồng bình của mọi người. Hai đội vật trẻ thi đấu ba hiệp thắng hai. Trận đấu này được đánh giá vô cùng hay bởi vì cả hai bên sở hữu dàn vận động viên cực kỳ chất lượng, đặc biệt là đội tuyển xã Thành Sơn với những vận động viên trẻ đầy tài năng như là số 7 Văn Hoàng, số 17 Kiệt Duy, số 10 Kiệt Léo, Văn Minh số 8 và Nhật Hoàng áo số 5. Còn bên kia thì cái tên nổi bật nhất đó là cầu thủ mang áo số 7 Văn Hùng hay là Hùng Tam Sơn. Hà Nội sẽ thi đấu 3 hiệp thắng 2. Chúng ta xem kết quả của trận đấu này sẽ như thế nào. Mọi người vào xem đừng quên cho mình xin một like, một nút chia sẻ. Màn của chúng ta là màn khởi động lưới của cả hai đội. Vâng, và như vậy là theo như bật thăm đi ở trận một trận đấu này thì xã Thành Sơn trong trang phục đỏ sẽ ở gần đồng kinh của chúng ta, trong khi đó xã Tam Sơn sẽ ở bên kia ống kính. Nhiệt độ ở trên sân đã chịu đi rất nhiều rồi, rất ủng hộ cho cả hai đội. Vâng, và như vậy là đội hình ra sân của Thành Sơn sẽ là 17, 2, 10, 15, 7 và 16. Vâng, và như vậy là trận đấu của chúng ta bắt đầu. Trận đấu này thì Tam Sơn sẽ là người phát bóng. Điểm số là không đều. Vòng đầu tiên, lối bước 1 của Kiệt Léo. Kiệt Léo bỏ nhỏ, bóng chạm chặn ra ngoài, 1-0. Thành Sơn nếu như bổ sung thêm Văn Dũng nữa thì thứ gì chịu nổi. Pha đánh bóng chưa tốt của Doãn Hùng, điểm cho Thành Sơn 2-0. Huấn luyện viên của Thành Sơn là ông Võ Diễn. Và như vậy là tiếp tục đổi điểm cho Tam Sơn 1-2. Pha phạt bóng hỏng của vận động viên mang áo số 2. Bước 1 tốt của Văn Hoàng. Chưa qua tay chặn của Văn Hùng. Biến 2, Văn Hoàng. Rồi bom, rất hay. 3-2. À, xin lỗi mọi người là 3-1. Nếu như xét yếu tố chuyên môn thì Bình Sơn và Thành Sơn rất dễ vào chung kết ở giải đấu năm nay.
Câu trả lời của Hùng Tam Sơn, điểm là 2-3. Được một tốt của Kiệt Léo, câu 3. Bỏ nhỏ của Văn Hoàng. Phòng thủ rất hay, Doãn Hùng chưa qua được tay chắn, nhưng bóng vẫn còn. Văn Hải điểm cho Thành Sơn 4-2. Phòng thủ rất hay của cả hai bên. Vâng, mà như vậy là Kiệt Duy cũng đã lên hàng trên rồi. Vẫn còn, vẫn là những pha chắn bóng tốt của Thành Sơn. Phản công Kiệt Duy, moi bóng ra ngoài. Điểm là 3-4 cho Tam Sơn. Pha tạt bóng tốt của Kiệt Duy, điểm cho Thành Sơn 5-3. Rất tốt, pha chuyền bóng tốt của Tam Sơn, điểm cho Tam Sơn 4-5. Sau 3-3 không thành công của Doãn Hùng, và như vậy là điểm cho Tam Sơn, xin lỗi, điểm cho Thành Sơn 6-4. Quả bóng chưa qua, tiếp tục điểm cho Thành Sơn. Giải chúng ta đang xem diễn ra tại huyện Anh Sơn. Giải đấu không thuê mượn vận động viên ngoại. Pha chuyền bóng quá uy lực của Kiệt Léo, điểm cho Thành Sơn. Lời bước một rồi, không thành công, tiếp tục điểm cho Thành Sơn 10-5. Và như vậy là khoảng cách 5 điểm đã được thiết lập. Ở bên Tam Sơn thì chỉ có mỗi chủ công Doãn Hùng. Tiếp tục đẩy bóng ra ngoài, tiếp tục điểm cho Thành Sơn 11-5. Vâng, và như vậy là Tam Sơn đã phải xin hồi sau cái để cho Thành Sơn lên một giây ghi điểm. Theo đánh giá thì Thành Sơn nếu như bổ sung thêm Văn Dung nữa thì sẽ là rất mạnh ở giải đấu năm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, như vậy là tiếp tục quay trở lại với trận đấu này. Điểm số lúc này đang là 11-5. Bóng chưa qua lưới, tiếp tục điểm cho Thành Sơn. 12-5. Lại đây. Lời phát bóng của Tuấn Kiệt, và như vậy là điểm cho Tam Sơn 6-12. Vâng, theo quy định của trọng tài thì Kiệt Lễ đánh bóng ra ngoài. 7-12. Nhưng 3-2 hơi đủ. Rất hay. 9-12, một pha đánh bóng rất khéo của vận động viên số 5. Khoảng cách bây giờ đã được rút ngắn xuống còn 3 điểm. Bóng chưa qua. 10-12. Đến lượt Thành Sơn hỏi ý. Tiếp tục cánh bóng chưa qua lưới, tiếp tục điểm cho Tam Sơn 11-12. Rất bất ngờ, một giây lên điểm của Tam Sơn, nhưng mà họ cũng không cần phải đánh nhiều. Câu trả lời của Kiệt Léo, điểm cho Thành Sơn 13-11. Rất hay, nhưng vẫn còn Kiệt Léo. Ai đây, biên hai rồi, thu rồi. Nhưng đánh bóng tốt của Hùng Tam Sơn. Điểm cho Tam Sơn 12-13. Anh cũng nói ông Tam Sơn lâu ấy. Rất hay, phòng thủ phá bóng sau lùi quá tốt. Những cơ hội vẫn dành cho Thành Sơn. Ai đây, biến hai chăng? Biến hai. Qua gắt 13 đều. Phá bóng đó Văn Hoàng chém y thì sẽ hay hơn. Lối bước một. Kỳ rồi. Hùng Tam Sơn. Ba chắn không qua được. 14-13. Đàn em vừa thực hiện phá chắn 3 trước Doan Hùng. Phải mà bấy chặn thì sẽ rất hay. Điểm là 14-13. Hơi thu rồi, nhưng lại giật dây. 14 đều. Anh Văn Hạnh, thế hệ vàng của vòng tuyển Tam Sơn. Nhưng vẫn đang thi đấu ở trong sân.
hơi thấp rồi, nhưng mà vẫn là những pha tỉ vọng sở trường. Điểm là 15-14. Đó là Văn Khánh chưa thành công pha tỉ vọng kinh nghiệm của Doãn Hùng, tiếp tục biến hay qua hay rất lộn xộn. Chịu rồi, 15-14. Ra tay rất khéo. Người đẹp, người cao, người kiểu như tôi thăm trúng lỗ. Kiểu người đừng thăng, anh Việt được thăng tao lớn đi. Ừ, bắt bật. Đã thật rồi, tốn đất đó. Đi dây, đi đi đó dây à. Thấp thấp không bảo vậy bao. Một bắt bật tốt. Ồ, cao, đẹp. Đứng đánh nữa. Nó đang trực áo số 3, số 6, số 7 đó, xong rồi bắt rồi. Đánh sao đứng đánh rồi à? Ờ, số 7 đó. Thấp bật, nhìn đá này. Bạn không tới lắm. Bạn như này lắm. Ờ, ngươi đúng lỗ cái cây nhí. Thằng là ngươi bật cáo, thằng phải mẹ 74, 75. Quá! Đem bóng ra ngoài. Giải này không có ngoài bính đâu. Cái nhà là vườn thôi. Bóng chạm chắn điểm cho Tam Sơn. Tam Sơn 17-16. 17-16. Chắn bóng chạm lưới điểm cho Thành Sơn. Mày đây. Điểm máy đấy, điểm máy đấy. 17 đều. Bóng tốt của Kiệt Duy. 19-17. Tiếp tục chặt bóng tốt của Kiệt Duy. Bật rất cao. Hùng Tam Sơn 18-20. Ngay lập tức thì Thành Sơn cắt chuỗi lên điểm của Tam Sơn 22-19.
Và như vậy là điểm cho vâng, và như vậy là theo quy định của chúng ta thì pha vòng này điểm cho Thành Sơn 23-19. Và như vậy là Tam Sơn xin hỏi. Vâng, và như vậy là trận đấu chúng ta tiếp tục. Điểm số là 23-19. Bóng ngoài. Và như vậy là cả hai lần phạt bóng thì vận động viên này đều phạt bóng hỏng. Đập chồng không thành công, pha dàn tiếp đập chồng rất hay nhưng Văn Hoàng đẩy bóng ra ngoài. 21-23. Vẫn là một pha đập chồng. Điểm là 24-21. Vẫn là những pha phối hợp rất đẹp. Văn Hoàng. Và như vậy là Thành Sơn giành thắng lợi ở set 1 với tỷ số 25-21. Nhưng khả năng bật nhảy rất tốt của các vận động viên xã Thành Sơn. Chia sẻ với mọi người, đấy là những khán giả cực kỳ nhiệt huyết và trung thành của xã Thành Sơn. Lên TV rồi. Đội hình đánh có hai thằng rồi mất đánh chưa? Đánh như bùi. Cắt rồi đấy. Lười đấy mất cắt, lười đấy cắt tí mất nó chặn được quả hố. Vào em chịu. Cứ em chịu để anh vô nhảy vô chuyên chặn. Vâng, và như vậy là chúng ta tiếp tục quay trở lại xem bóng chuyền để đón xem trận đấu thứ hai, cặp đấu giữa Tam Sơn và Thành Sơn trong khuôn khổ giải bóng chuyền lễ hội uống nước nhớ nguồn Huyền Anh Sơn năm 2022. Lâu rồi nó quay tương tác ăn mặt. Đi buổi đi đánh bóng chuyền cho này. Anh sẵn sàng nhiều xem bóng chuyền bé đại như chiều thua luôn đội không anh thôi anh đi bùi thua mắt đỏ rồi bạn còn buồn cái mặt nó được đó đội hạ gặp anh em thua đi hình thua thứ trên đấy thua đi hình
13. Nói chung được ép không được hái quá phá đẹp, còn thế này nhỉ. Cầm được. Thanh thấy xem đưa hình là đi này. Xem đưa hình là này. Bà đang cầm gì không? Vâng, và như vậy là theo quan sát của Ben thì ở Thanh Trấn đã có sự thay đổi người. Còn Nguyễn mang áo số 5 Văn Minh đã vào sân. Và như vậy là ở trận 2 thì lời điểm đang thuộc về Tam Sơn với tỷ số 2-0. Bóng ngoài 1-2 cho Thanh Sơn. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Thanh Sơn 1-2. Bên Tam Sơn là có thằng số 7 bật. Nhìn thật thích. Cái thằng... Bật. Ừ, người đẹp. Đánh bộ nhanh. Anh nghe nói đánh bộ nó đánh Việt. Bật thấy. Ra gòn thật. Điểm của Thanh Sơn 2. Thằng của Tam Sơn cái này. Đôi hận kiểu cá tốt. Sao ai cũng công ông. Có hai ta xung lãm với em. Có hai ta xung lãm với đánh bóng. Tủ nó bóng về đi đánh bóng. Điểm cho Thanh Sơn 3-2. Giải này không còn ngoài Bính mà người ạ, cái nhà là vườn thôi. Giải diễn ra tại huyện Anh Sơn, quê hương của Bèn. Kiên đây. Dính cơ. Phá dính cơ, dính cơ. Phá hai chạm của Doan Hùng. Rõ ràng qua. Và hai nhịp của Hùng rồi. Bốn đều. Hàng hoa chân tung dưới bóng. Quân đất. Quấy thôi. Hàng hoa chân tung dưới bóng. Hai chân đưa thủ loài anh. Anh có biết không? Cảm ơn Nguyễn Tuấn Kiệt nha. Đúng rồi, anh Nhân Tường về trang trái số 7 bật rất là đạt. Bóng ngoài. Em đứng đây coi đây. Coi lại cho anh xem đi. Anh đang quay Xuân Đông xem. Nha. Nói đơ máy nha. Rất tiếc một pha phạt bóng hồng. Điểm cho Thanh Sơn 6-3. Vậy là một ngày
lỗi của thầy cha điện cho Pháp Sơn 5-7. Một pha phát bóng hồng điện cho thầy Sơn 8-5. Bên là một
sang bên chơi Quýnh Nghĩ, ở bên trong Quýnh Nghĩ á. Rồi mình bắt đầu sang bên trong đó, cái bền 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 Tân Thanh nữa, bền nó có sóng, bền mà sóng nó lấy bền bởi đấy em đã điểm cho thành công với bài chí đây là cái nhảy nhảy của bọn mình. Đại sóng ơi, đi vô thì năng kiệu sóng còn ra bằng lĩnh học luôn. Nó đạnh gò mà nó đốt lò điểm tất cả thơ 13, 19. Học một tuần, hai tuần học lại. 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 Học l
họ tắt vào. Ờ, tắt vào nhau rồi. Họ ra một bên để môi trường. 16, 24. Đóng là bé một nửa, một nửa ra nàng có một nửa bố bên đấy, có một nửa đi nó kho hết. Đi đây. Cái dưới đâu nó nằm hai. Đi hạn như đá đi. Chị vào đánh đi, chị vào đánh giờ tương. Họ chơi nhiều. Bóng người khác. Bóng đường kìa hàng nhà như tẩy hay. Lơ mặt đây chua. Ờ, chứ ngầm biết đây. Không, chị đi về cảnh quảng á. Bất lực của cuộc sống.